những cơn gió thổi lạnh người. Giật mình nhìn lịch tháng 1 rồi ư. Chặng đường 2024 cũng chỉ biết thốt hai từ quá nhanh. Chỉ còn 3 tháng mong manh là lại chuẩn bị hoàn thành một năm. 9 tháng đầy những khó khăn, đầy những mất mát, nhọc nhằn gian nan. Chỉ mong tháng 10 bước sang, mang theo hy vọng bình an tháng ngày. Cảnh báo chấn động, 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch, Mậu Thân 1968 phải tuyệt đối chú ý, tránh được ắt đón phúc tránh họa, vận trình thăng hoa, giàu nhanh chóng mặt, muốn nghèo cũng khó. Kính thưa quý cô bác, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, trong cuộc sống của chúng ta là chuỗi quá trình nhân quả, ở trong quá trình đó thì bất kể loài nào cũng không tách ra được khỏi quy luật nghiệp quả. Có người sắp nhận nghiệp dữ mà báo tới lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt là do cái đức năng của người ấy. Bên cạnh đó, cũng có những người liên tiếp gặp may mắn, giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống hàng ngày đã tạo tác nên nghiệp bất thiện, nên bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay khổ cực trăm bề, đức năng thắng số chính là như vậy. Dù ngày hôm nay là những ngày khó khăn, khinh rẻ của người đời, nhưng biết đâu khi may mắn mỉm cười chúng ta lại được sống trong một cuộc đời đủ đầy, trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Sống có đức độ, ắt thắng số phận nghiệt ngã do nghiệp tạo ra. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi số 1 phương Đông tiết lộ bí mật, trong tháng 10 âm lịch này, tuổi Mậu Thân biết được 4 dấu hiệu này, thì chứng minh đã đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý và hưng vượng. Thậm chí, người tuổi Mậu Thân sinh 1968 còn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn. Trong tương lai có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Đặc biệt tử vi hé lộ, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 biết 5 ngày đại kỵ xấu nhất trong vận trình tử vi tháng 10 âm năm 2024 được tiết lộ trong ngày hôm nay sẽ đổi vận phát tài giàu nhanh chóng mặt. Và chỉ cần tránh 5 ngày này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két hết khổ đổi đời siêu giàu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình các phương diện, công việc sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo trong tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Thân 1968. 5 ngày xấu đại kỵ trong tháng 10 cụ thể là 5 ngày nào? Ngay trong video này quý cô bác nhé! Cô bác có biết không? Ngoài kia không phải ai cũng có đủ tiền trang trải cuộc sống. Có những cô bác tuổi Mậu Thân bước vào tuổi cao niên, nhưng vẫn cố gắng tầm tào làm việc, được đồng nào hay đồng ấy, để trang trải cuộc sống. Mỗi mảnh đời là mỗi câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Này cô bác tuổi Mậu Thân đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, bước vào tháng 10 âm lịch năm nay, đã đi qua 56 năm đời người với nhiều thăng trầm, trải nghiệm và suy ngẫm. Mang mệnh đại trạch thổ đất nền nhà, những người tuổi Mậu Thân thường có tính cách vững vàng, kiên định, nhưng cũng rất linh hoạt và biết thích nghi với mọi hoàn cảnh. Giống như đất đai nuôi dưỡng sự sống, họ luôn có khả năng che chở và bảo vệ những người xung quanh, đồng thời không ngại đối mặt với khó khăn để xây dựng cuộc sống bền vững. Tuổi Mậu Thân là những người thông minh, nhanh nhẹn và có óc sáng tạo. Tính cách của họ pha trộn giữa sự hoạt bát, cởi mở và bản tính thực tế. Những người sinh năm này thường rất giỏi trong việc giao tiếp, biết cách đối nhân xử thế và luôn tỏ ra lạc quan dù gặp phải nghịch cảnh. Tuy nhiên, sự khôn khéo và linh hoạt của họ đôi khi cũng khiến họ trở nên khó đoán và khó gần gũi. Bản tính ưa thích sự tự do và khám phá của người Mậu Thân khiến họ không dễ chịu khi bị ràng buộc bởi các nguyên tắc cố định hay gánh nặng của cuộc sống. Trong suốt hành trình sống của mình, người Mậu Thân thường không ngại thử thách và đã trải qua nhiều biến cố. Thời trẻ, họ có thể đã trải qua những giai đoạn khó khăn về tài chính, công việc và thậm chí là trong các mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, nhờ vào tính cách thích ứng nhanh nhẹn, họ không dễ bị quật ngã bởi khó khăn mà luôn tìm cách vươn lên. Sự tự tin và năng động đã giúp họ tạo dựng được sự nghiệp và cuộc sống ổn định theo cách riêng của mình. Ở tuổi 56, nhiều người tuổi Mậu Thân bắt đầu nhìn lại cuộc sống với cái nhìn thấu suốt hơn. Những năm tháng đã qua mang đến cho họ nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp họ trưởng thành và thấu hiểu hơn về bản chất của cuộc sống. Dù là người mạnh mẽ, nhưng tuổi Mậu Thân cũng phải đối mặt với những giai đoạn không tránh khỏi sự mệt mỏi và đôi khi là những tổn thương về tinh thần.
Họ có thể đã đánh đổi rất nhiều để đạt được những thành tựu mà mình mong muốn, nhưng đôi khi cũng cảm thấy lạc lõng hoặc hối tiếc về những gì đã qua. Trong giai đoạn này, người tuổi Mậu Thân thường chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe và tinh thần. Họ nhận ra rằng, dù có thành công hay danh vọng, sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Sự nghiệp có thể đã đạt đến đỉnh cao, nhưng giờ đây, nhiều người trong số họ bắt đầu nghĩ đến việc duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, giảm bớt áp lực và tập trung vào những niềm vui giản dị. Những dấu hiệu lão hóa dần xuất hiện, đòi hỏi họ phải quan tâm hơn đến việc chăm sóc bản thân, tránh lao lực và căng thẳng quá mức. Về mặt gia đình, người tuổi Mậu Thân luôn là người đứng sau, âm thầm bảo vệ và lo toan cho người thân. Họ có khả năng giữ cho gia đình ổn định và hòa thuận, nhưng đôi khi vì tính cách quá tự lập và mạnh mẽ, họ ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài. Điều này có thể khiến mối quan hệ gia đình của họ đôi lúc gặp phải sự xa cách về mặt tình cảm. Tuy nhiên, họ luôn sẵn sàng hy sinh vì người thân và mong muốn mang lại hạnh phúc cho gia đình. Những năm tháng cuối đời đối với người Mậu Thân sẽ là lúc họ tìm kiếm sự an nhiên, thanh thản. Họ hiểu rằng cuộc sống không chỉ là sự chạy đua với thành công hay tài chính, mà còn là việc biết trân trọng những khoảnh khắc bình yên, hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu. Họ cũng học cách buông bỏ những nỗi lo, giảm bớt kỳ vọng và chấp nhận những điều không thể thay đổi trong cuộc sống. Sự điềm tĩnh và vững vàng giúp họ đối mặt với tuổi già một cách an nhiên và hài lòng với những gì đã trải qua. Người Mậu Thân trong tháng 10 âm lịch năm nay có thể đối diện với nhiều thay đổi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là thời điểm để họ chậm lại, suy ngẫm về con đường đã đi và tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống. Với sự linh hoạt và khéo léo vốn có, họ sẽ tiếp tục điều chỉnh bản thân để thích nghi với mọi hoàn cảnh, đồng thời giữ vững tinh thần lạc quan, nhiệt huyết như ngày nào. Chúc cho những cô bác tuổi Mậu Thân luôn vững vàng trước mọi thử thách, giữ gìn sức khỏe và tìm thấy niềm an vui trong mỗi ngày trôi qua. Thưa cô bác tuổi Mậu Thân thân mến, thời lượng video còn lại của chúng ta sẽ dùng thời gian để luận giải về sự nghiệp, công việc, tài lộc, về sức khỏe và tình duyên gia đạo và 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch. Còn ở phần cuối cùng còn lại, hãy cùng nhau lắng nghe lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính sao cho cuộc đời thanh tịnh hơn cô bác nhé. Vậy với những tính cách này sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự nghiệp tài lộc tuổi Mậu Thân tháng 10 âm lịch tới? Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Thân âm lịch cho thấy, thai nhập mệnh cho thấy đây là giai đoạn con giáp tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 giữ được nhiều nhiệt huyết trong cuộc sống. Bản mệnh sẽ chủ động tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi, phát triển những ý tưởng mới mẻ và đột phá. Nhờ sự hiếu kỳ mà tháng này bản mệnh cũng có thể học hỏi thêm nhiều điều mới lạ trong cuộc sống và có thể phát huy óc hài hước của mình để giải tỏa căng thẳng trong các cuộc họp. Thái âm các tinh phù trợ cho vận may của bản mệnh nên tháng này tài lộc cũng được tăng tiến. Bản mệnh đang nỗ lực để có thể tạo dựng nên một cuộc sống đầy phong phú và thịnh vượng. Phản ánh đúng tinh thần không ngừng vươn lên của chính mình và kết quả rực rỡ lúc này như là cách để đã trả lời cho những nỗ lực đúng hướng. Tương hại xuất hiện trong tháng này nên khó tránh khỏi những ngăn trở có thể xuất hiện do hiểu nhầm. Mậu Thân nên nhớ rằng việc giải thích và thanh minh sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên rối rắm. Vì thế hãy tập trung phát triển bản thân và để thời gian cũng như kết quả nói lên tất cả. Sức khỏe là một trong những khía cạnh mà bản mệnh lo lắng nhiều hơn trong tháng này. Tuổi Mậu Thân luôn là người sống có trách nhiệm. Tuy nhiên đôi khi điều đó sẽ khiến bạn ôm đồm nhiều thứ cùng lúc và trở nên cạn kiệt sức khỏe. Cụ thể về công việc sự nghiệp, theo tính toán cung mệnh của 12 con giáp tài lộc TV thấy, chính quan ghé thăm trong tháng 10 năm 2024 cho thấy tuổi Mậu Thân sẽ bắt đầu một giai đoạn đầy hứa hẹn. Khi quyết tâm đủ lớn và luôn giữ tinh thần học hỏi, bản mệnh sẽ càng gia tăng thêm cho mình nhiều cơ hội tốt đẹp. Bản mệnh hãy sẵn sàng cho một giai đoạn tràn đầy năng lượng tích cực. Không những thế, lúc này khả năng sáng tạo và logic sẽ phát triển nhiều hơn nếu bạn chịu khó lắng nghe và tiếp thu lời khuyên từ những bậc tiền bối. Nhiều người tuổi Mậu Thân hứa hẹn sẽ có khả năng tạo dựng những thành tựu đáng ghi nhận, mang đến niềm tự hào cho chính mình và những người xung quanh. Nguyệt lệnh thai cho thấy bản mệnh cũng phải tuân theo một số quy định của đội, nhóm. Có thể từ đây mà có sự phân chia bè phái trong thời điểm này gây khó chịu cho người chính trực như bạn, nhưng lúc này chưa có cách thay đổi, Mậu Thân cần linh hoạt, tránh cứng nhắc kẻo bị người ta hại. Về tài lộc, tiền bạc. Tử vi tháng 10 năm 2024 tuổi Thân âm lịch, tình hình tài chính của con giáp tuổi Mậu Thân trong tháng mới được đảm bảo. Nhìn chung lúc này thu, chi được cân bằng nên cũng không phải vất vả quá nhiều.
Ngoài ra, mậu thân còn có thêm một khoản dư để mua sắm, tặng quà cho người thân trong nhà. Đừng quên gây bất ngờ cho họ bằng những món quà ý nghĩa vào ngày sinh nhật. Tuy nhiên, không nên mua đồ quá đắt đỏ nhé. Tuy nhiên, bản mệnh không nên chỉ dừng lại ở đó. Bạn sẵn sàng tìm thêm các cơ hội mới để gia tăng thêm thu nhập trong tương lai. Mậu thân có thể ăn mừng chiến thắng nhỏ của mình bằng một món quà mà mậu thân thích từ lâu, nhưng đừng sa đà vào việc hưởng thụ. Ngoài ra, một số hạng mục làm ăn đang cần đầu tư nhiều nên con giáp tuổi mậu thân cũng phải tốn một khoản kha khá trong giai đoạn này. Hãy nghĩ tới các cách khác nhau để tiết kiệm và không phải dùng tiền mặt quá nhiều cho một lần, nên chia nhỏ ra để tận dụng ưu thế mà thời gian mang lại. Về sức khỏe, tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch tuổi mậu thân, nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe liên quan đến đường ruột và hệ tiêu hóa. Cô bác nên chú ý đến vấn đề ăn uống hợp lý, nghỉ ngơi điều độ. Nhất là những ai bị bệnh dạ dày không nên ăn đồ cay, nóng, tránh thức khuya và tìm cách giảm nhẹ các áp lực trong cuộc sống. Có bệnh cũng đồng nghĩa là bạn nên thay đổi lối sống cho khoa học hơn chứ không chỉ có sử dụng thuốc để chữa trị. Nhìn chung, sức khỏe của cô bác mậu thân trong tháng 10 âm này không có gì đáng lo ngại. Chủ yếu cân bằng cuộc sống thì không gặp điều gì quá phiền toái trong tháng này. Về tình duyên gia đạo, tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành tương sinh mang lại những thông tin tích cực cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi mậu thân trong tháng mới. Đời sống tình cảm hoàn toàn êm đẹp và sẽ là nguồn động viên lớn cho bạn vào lúc này. Cho dù tính chủ đang trong một mối quan hệ lâu dài hay chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu, hãy chú ý nhiều hơn đến cách bạn tương tác với đối phương về những vấn đề trong cuộc sống. Không cần phải làm điều gì quá lớn lao, khi mậu thân thể hiện sự tinh tế thì sẽ luôn được đánh giá cao. Những cặp vợ chồng đã nâng cao khả năng thấu hiểu khi học cách quan sát, lắng nghe và chọn cách yêu thương thay vì chỉ trích, hờn dỗi nhau. Ngoài ra, người thân và gia đình cũng cần được mậu thân dành thời gian nhiều hơn. Họ cũng rất cần sự quan tâm của bạn. Khi các mối quan hệ hài hòa, mậu thân cũng có thêm động lực để theo đuổi các mục tiêu khác trong cuộc sống. Tiếp theo sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết, cũng như cẩm nang vượng vận từng tuần trong tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi mậu thân sinh năm 1968 cụ thể chi tiết như sau. Tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 âm lịch. Sao Thái Tuế báo hiệu người tuổi mậu thân cần hết sức thận trọng. Có những việc tưởng chừng đã hoàn thành đến nơi, nắm chắc phần thắng trong tay thì đến phút cuối lại gặp trục trặc, phải dừng lại khiến uy tín của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng. Công việc nhiều và áp lực hơn hẳn, cộng thêm tiểu nhân quấy phá, cố tình gây khó dễ khiến bản mệnh phải mất thời gian giải quyết, khó tập trung phát triển sự nghiệp. Thời gian này mậu thân không nên ôm đồm quá nhiều việc mà nên tập trung vào công việc chính để củng cố địa vị, quyền lực thì hơn. Tài vận có dấu hiệu mất mát nên phải quản lý tiền bạc thật kỹ càng kẻo tay trắng lúc nào không hay. Nếu mậu thân đang làm ở vị trí quản lý, chủ doanh nghiệp thì nên thắt chặt khâu quản lý chất lượng sản phẩm, đừng để những lỗi lầm nhỏ ảnh hưởng tới uy tín của doanh nghiệp. Quý nhân, Mão, Mùi, tiểu nhân, Ngọ, Tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Con số may mắn, 07, 66, 34, 25. Tuần 2, từ mùng 8 đến 14 tháng 10 âm lịch. Người tuổi mậu thân sẽ gặp vận may dồi dào trong tuần này. Mậu thân cũng tràn đầy sự năng động. Mặc dù vẫn có thể gặp phải một số khúc mắc nhỏ nhưng mậu thân vẫn có thể giải quyết từng vấn đề một bằng sự nhanh nhạy của mình. Trong công việc, mậu thân sẽ có màn thể hiện tốt trong tuần này, hiệu quả công việc cao và kết quả được ghi nhận. Con giáp này đã thể hiện khả năng quan sát và phán đoán nhạy bén trong công việc của mình, nhanh chóng nắm bắt được bản chất của vấn đề và đề xuất các giải pháp hiệu quả. Vận trình tài lộc của con giáp này vượng vào đầu tuần với các nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ đều có xu hướng tăng tiến không ngừng nghỉ, tiền ào ào đổ về túi. Mậu thân có tầm nhìn và chiến lược độc đáo trong quản lý tài chính, đồng thời có thể nắm bắt các cơ hội thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Chuyện tình duyên cũng sẽ tiến triển thuận lợi. Mối quan hệ giữa mậu thân và nửa kia ngày càng sâu đậm hơn. Quý nhân, Ngọ, Tỵ, tiểu nhân, Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 15, 09, 87, 93. Tuần 3, từ 15 đến 22 tháng 10 âm lịch. Tuần mới mang tới cơ hội để con giáp tuổi mậu thân có thể giải phóng sự sáng tạo của bạn và để nó làm mậu thân kinh ngạc theo những cách đáng ngạc nhiên nhất. Vì vậy, đừng kiểm duyệt bản thân,
hãy để thiên tài bên trong mậu thân tỏa sáng. Trong tình cảm, mậu thân có thể có một tuần yên tĩnh. Hãy tin vào bản năng của mình và đi đến nơi chúng dẫn dắt. Đôi khi tình yêu bộc lộ sâu sắc hơn khi một người sẵn sàng để cử chỉ, sự tĩnh lặng, sự thoải mái và những tín hiệu phi ngôn ngữ lên tiếng. Nhìn chung, cuộc sống của mậu thân sẽ khá tốt trong tuần này, nhưng không đáng nhớ lắm. Miễn là mậu thân không để áp lực từ bạn bè ngăn cản bạn sáng tạo, mậu thân sẽ thành công rực rỡ. Cộng thêm sự nâng đỡ nhiệt tình của thiên đức nên có một số người có được cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Việc làm ăn lúc này thuận lợi hoặc có công việc phụ kiếm ra tiền. Quý nhân, Mùi, Thìn. Tiểu nhân, Dậu, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, tím. Con số may mắn, 00, 31, 48, 76. Tuần 4, từ 23 âm lịch cho đến hết tháng. Tử vi tuần 4 tháng 10 âm lịch, từ ngày 23 đến hết tháng, cho THA. Trong tuần cuối cùng của tháng 10 âm, tuổi Mậu Thân đón nhận một tuần đầy may mắn và thuận lợi trong công việc. Những dự án đang triển khai dần đạt được kết quả tốt, mở ra nhiều cơ hội để bạn mở rộng quy mô hoặc tăng thêm lợi nhuận. Sao thiên hỷ chiếu mệnh, tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi giúp bạn đạt được những thành tựu lớn. Những nỗ lực và cống hiến từ trước đến nay được ghi nhận và đánh giá cao, khiến bạn cảm thấy tự tin hơn trong sự nghiệp. Đây là thời điểm tuyệt vời để lên kế hoạch cho những mục tiêu dài hạn, cũng như thực hiện các ý tưởng sáng tạo để tạo dấu ấn trong công việc. Bên cạnh đó, quý nhân là người tuổi Canh Tý 1960 xuất hiện, mang đến sự hỗ trợ quý báu khi cần thiết. Những mối quan hệ đối tác trong kinh doanh cũng thuận lợi, giúp đỡ bạn trong việc phát triển, mở rộng mạng lưới công việc. Tình hình tài chính của tuổi Mậu Thân tuần này rất ổn định và dồi dào. Những khoản thu nhập không chỉ duy trì ổn định mà còn có dấu hiệu tăng lên nhờ các khoản lợi nhuận từ đầu tư và những cơ hội kinh doanh tốt. Các nguồn thu đều đặn và bạn có thể cân nhắc đến việc đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, sao Bạch Hổ nhắc nhở bạn nên cân nhắc và có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu phung phí để đảm bảo tài chính bền vững. Gia đình hòa thuận, êm ấm. Sự thành công trong công việc giúp bạn có thêm thời gian và tâm trí để dành cho gia đình, mang lại bầu không khí hạnh phúc và vui vẻ. Các thành viên gia đình đều hỗ trợ và ủng hộ bạn, tạo ra sự gắn kết và động viên tinh thần lớn lao. Sức khỏe của bạn tương đối tốt, không có dấu hiệu nào đáng lo ngại. Dù công việc bận rộn, hãy duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi đủ giấc để đảm bảo năng lượng cho các hoạt động tiếp theo. Sao Tốt, sao thiên hỷ mang đến nhiều niềm vui và thuận lợi, đặc biệt trong các công việc liên quan đến kinh doanh và hợp tác. Sao Xấu, sao Bạch Hổ yêu cầu bạn quản lý tài chính cẩn trọng, tránh các khoản chi không cần thiết. Con số may mắn, 6, 8. Quý nhân, người tuổi Canh Tý, 1960, giúp đỡ và mang đến nhiều cơ hội, hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn. Tiểu nhân, cẩn thận với người tuổi Nhâm Tý, 1972, trong công việc, có thể gây ra hiểu lầm hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Lời khuyên, đây là một tuần có nhiều điểm sáng trong công việc và tài lộc cho tuổi Mậu Thân. Hãy tận dụng tối đa các cơ hội, duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác, đồng thời giữ thái độ cẩn trọng trong chi tiêu. Tận hưởng những niềm vui nhỏ bên gia đình và tiếp tục nỗ lực, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả lớn trong thời gian tới. T. Thưa quý cô bác Mậu Thân 1968 thân mến, từ xưa, tổ tiên chúng ta đã rất coi trọng việc xem ngày tốt xấu, ngày hoàng đạo, đến ngày nay nó vẫn giữ vai trò nhất định. Khi quyết định thực hiện một việc trọng đại nào đó như sửa nhà, cưới hỏi, xuất hành, khai trương, làm việc đại sự, hay chỉ đơn giản là xem ngày tốt, sẽ giúp chúng ta có nhiều may mắn thuận lợi hơn, làm gì cũng thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào chọn ngày tốt mà không quan tâm đến những ngày xấu, có thể gây ra rủi ro, thậm chí khi chọn sai, thì có thể dẫn tới phá tài, hao tán tiền của mất sạch. Ngày sau đây, Tài Lộc TV sẽ chia sẻ tới quý cô bác 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch để quý bản mệnh Mậu Thân tránh được những ngày xấu và chọn được những ngày đẹp nhất để thực hiện công việc của mình, quý cô bác nhé! 1. Dương lịch thứ 5, ngày 7 tháng 11 năm 2024. Âm lịch ngày 7 tháng 10 năm 2024 tức ngày Ất Hợi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn, nhân thần. Ngày 7 tháng 11 năm 2024 dương lịch là ngày can ất không trị bệnh ở hầu. Ngày 7 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè.
tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Sao xấu, thổ phủ, kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Thiên ôn, kỵ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ. Hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa. Lục bất thành, xấu đối với xây dựng. Thần cách, kỵ tế tự. Ngũ quỷ, kỵ xuất hành. Cửu không, kỵ xuất hành, cầu tài lộc, khai trương. Lôi công, xấu với xây dựng nhà cửa. Nguyệt hình, xấu mọi việc. Kiên cử, chôn cất, tu bổ phần mộ, đóng thọ đường. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây nam. Giờ xuất hành cần tránh, 11 đến 13 giờ 23 đến 1 giờ. Xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 3 đến 5 giờ 15 đến 17 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thưa thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 9 đến 11 giờ 21 đến 23 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về, mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 2. Dương lịch, thứ 6, ngày 15 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 15 tháng 10 năm 2024 tức ngày Quý Mùi, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, vãn vong, thổ kỵ, kỵ xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Cô thần, xấu với cưới hỏi. Kiên cử, chôn cất bị trùng tan. Cưới gả e rằng phòng không giá lạnh. Tranh đấu kiện tụng lâm bại. Khởi dựng nhà cửa thì con đầu dễ gặp nạn. 10 hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi dần dần tiêu hết ruộng đất, nếu làm quan bị cách chức. Sao can thuộc thất sát tinh, sinh con nhằm ngày này ắt khó nuôi, nên lấy tên của sao mà đặt cho nó thì yên lành. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây bắc. Giờ xuất hành nên tránh, 11 đến 13 giờ, 23 đến 1 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thưa thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 5 đến 7 giờ, 17 đến 19 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về. Mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 7h9h, 19 đến 21 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 3. Dương lịch, thứ 2, ngày 18 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 18 tháng 10 năm 2024 tức ngày Bính Tuất, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, hoang vu, xấu mọi việc. Nguyệt hư, nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng. Tứ thời cô quả, kỵ cưới hỏi. Quỷ khóc, xấu với tế tự, an táng. Kiên cử, khởi công tạo tác việc gì cũng không khỏi hại,
nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng Tây Bắc. Giờ xuất hành nên tránh, 11 đến 13 giờ, 23 đến 1 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về, mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ, miệng tiếng rất tầm thường. Việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 1H3H, 13 đến 15 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 5 đến 7 giờ, 17 đến 19 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 4. Dương lịch, thứ 6, ngày 22 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 22 tháng 10 năm 2024 tức ngày Canh Dần, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, theo Ngọc Hạp thông thư. Tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc. Hoang vu, xấu mọi việc. Hà khôi, cẩu giảo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa. Ngũ hư, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Cẩu giảo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa. Kiên cử, khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tầm, gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng bắc. Giờ xuất hành nên tránh, 3 đến 5 giờ, 15 đến 17 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về, mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ, miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn, tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 5H7H, 17 đến 19 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 9 đến 11 giờ, 21 đến 23 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 5. Dương lịch, thứ 6, ngày 29 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 29 tháng 10 năm 2024 tức ngày Đinh Dậu, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, theo Ngọc Hạp thông thư. Phi ma sát, tai sát, kỵ giá thú nhập trạch. Chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Sát chủ, xấu mọi việc. Lỗ ban sát, kỵ khởi công, động thổ. Ngày 29 tháng 11 năm 2024 là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ xuất hành nên tránh, 1 đến 3 giờ, 13 đến 15 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại. Người đi chưa có tin về, mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy,
nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 3H5H, 15 đến 17 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này. Nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 7 đến 9 giờ, 19 đến 21 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. Quý vị tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thân mến. Cổ nhân dạy, người may mắn thường ít lời, người thông minh không tọc mạch, kẻ trí không hùa theo kẻ biến nhát. Trên mạng có một câu hỏi như này, có đạo lý nào mà bạn thấy mình hiểu ra quá muộn hay không? Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt yêu thích rằng, không phải việc của tôi và không phải việc của bạn có thể giải quyết 80% những rắc rối trong cuộc sống. Nghe có vẻ hơi trần trụi, nhưng nó nói lên một đạo lý. Không bàn tán, không tọc mạch, không hùa theo người lười, biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình không nên làm, mới có thể đạt được sự thanh thản trong tâm hồn, sự thanh thản trong các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Kinh dịch nói, các nhân quả ngữ, người may mắn thì ít lời. Khẩu Minh nói, họa tòng khẩu xuất, họa từ miệng mà ra. Có thể thấy việc giữ mồm giữ miệng quan trọng như thế nào, nhưng cuộc đời lại luôn có những kẻ thích buông chuyện, thích bàn tán sau lưng người khác. Dê giữ chức giám đốc của một công ty thương mại. Có một lần, trợ lý của Dê nói chuyện phiếm với anh về đồng nghiệp cùng công ty. Dê nhìn trợ lý của mình, thẳng thắn nói, em làm việc gì anh cũng rất hài lòng, chỉ có cái tật thích buông chuyện là anh không hài lòng. Trợ lý nghe xong gật đầu, Dê nói tiếp, em biết vì sao em không tiến bộ nhanh bằng người khác không? Đấy là bởi vì em dành tất cả thời gian để nâng cao bản thân cho việc quan tâm tới chuyện của người khác. Thích bàn tán là đang tự cản trở sự phát triển của bản thân, suốt ngày chỉ chăm chăm buông dưa lê bán dưa chuột lại chính là đang hủy hoại tương lai của chính mình. Có người thích tám chuyện, có người lại thích lo chuyện bao đồng, thậm chí là tọc mạch, dường như không chỉ tay năm ngón vào cuộc sống của người khác thì sẽ có lỗi với sự tồn tại của bản thân. Nhưng có người lại từng nói như này, lo chuyện bao đồng, ngược lại rước họa vào thân. Nờ có một đồng nghiệp rất thích quản chuyện của người khác tên Tê. Người khác có làm gì, Tê cũng nhất định phải xen vào một hai câu. Nờ mặc một cây bò tới công ty, Tê nói, Nờ ơi, sao em lại mặc những đồ rẻ tiền như thế? Nờ có bạn trai, ngay cả tổ liên hoan, cô dẫn bạn trai tới ra mắt mọi người, trước mặt mọi người, Tê nói, con gái bây giờ yêu đương là phải cẩn thân vào, ai biết người ta sau lưng là người như nào đâu. Câu nói làm Nờ đứng hình, bạn trai trách móc hỏi có phải Nờ nói gì không tốt về anh với đồng nghiệp hay không. Cứ như vậy, trong một khoảng thời gian, quan hệ giữa Nờ và Tê trở nên xấu đi. Nờ mới đi làm được 2 năm, làm gì có tiền mà toàn dùng đồ hàng hiệu, Nờ cũng biết ngoại hình mình bình thường, bạn trai cũng là bạn lâu năm rồi mới chuyển sang yêu đương. Còn Tê lại cứ thích đâm chọc vào đúng nỗi đau của người khác thì mới vừa lòng. Không lo chuyện bao đồng, không tọc mạch, hay đi quá sâu vào việc riêng của người khác, nó là biểu hiện của EQ cao, cũng cho thấy một người hiểu chuyện hay không. Thực ra, có những chuyện, bạn cho rằng là tốt nhưng với người khác lại không có chút giá trị, bạn tưởng nó là xấu, nhưng với người khác nó lại đáng ngàn vàng. Tôn trọng lựa chọn của người khác, đây là cái độ trong các mối quan hệ, đồng thời cũng là một kiểu EQ. Dickens từng nói, phép lịch sự tốt nhất là đừng bận tâm đến việc riêng của người khác. Con người giao tiếp với mọi người phải biết cách giữ khoảng cách, tình bạn mới có thể tồn tại lâu dài. Ở cùng với người lười biếng, bạn cũng sẽ trở nên làm biếng, thích phàn nàn. Phong là một điển hình cho việc này. 2 năm sau khi tốt nghiệp, khi gặp lại Phong, bạn bè đều nhận thấy cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Phong vốn là một người rất nhiệt tình,
ở cậu ấy luôn toát lên sự lạc quan và tích cực. Nhưng hiện tại, Phong rất hay phàn nàn, không nói chuyện gia đình của đồng nghiệp này thì lại nói lãnh đạo Thiển Cận. Ban đầu bạn bè cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng lâu dần, lần nào gặp nhau cũng chỉ quanh đi quẩn lại hai câu chuyện như vậy. Thì ra, sau khi tốt nghiệp, nghe theo sắp xếp của gia đình, Phong lựa chọn một công việc theo đúng nghĩa tiền nhiều, việc ít, gần nhà, xung quanh cũng toàn người vừa làm vừa đợi nghỉ hưu. Là một nhân viên cơ sở, hầu như hàng ngày việc của Phong chỉ có uống trà, đọc báo, nói chuyện tán phét với đồng nghiệp, đủ chuyện trên trời dưới biển, đủ chuyện nhà người này công ty cậu kia, lúc thì lãnh đạo chưa đủ giỏi, khi thì đồng nghiệp kia nịnh hót. Dần dần, cuộc sống đi làm của Phong cũng bị đóng khung như vậy. Một khoảng thời gian sau, dưới sự giúp đỡ của bạn bè, cậu ấy đột nhiên vỡ mộng, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Cậu ấy bắt đầu né những đồng nghiệp rảnh rỗi khác một cách có ý thức, bắt đầu đọc sách, thi kỹ năng, thay đổi cách làm việc. Dần dần, Phong dần lấy lại được sự tích cực tiến lên của ngày xưa, không còn chỉ biết cắp cặp đế công ty, buông chuyện rồi lại xách cặp về nữa. Người xưa thường nói, rảnh rỗi thì sinh nông nổi. Bạn ở cạnh người ra sao, bạn sẽ trở thành người như vậy. Không hùa theo những người lười biếng, đó là sự tự giác kỷ luật cao nhất của một người. Bởi lẽ một cuộc sống quá nhàn rỗi thực ra cũng không phải chuyện tốt. Mỗi ngày, có việc để làm, có người để yêu, làm việc nghỉ ngơi điều độ, cuộc sống mới đặc sắc, mới có ý nghĩa. Cảm ơn quý vị cô bác anh chị đã dành thời gian lắng nghe đến hết luận giải của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.